Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Tình cũ Đoàn Văn Hậu chuẩn phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai. Đoàn Văn Hậu là ngôi sao triển vọng của bóng đá Việt Nam. Anh không chỉ là chân súc lập nhiều thành tích mà còn nổi trội về ngoại hình với gương mặt điện trai chuẩn xoáy ca. Chắc hẳn những người hâm mộ nam cầu thủ đều biết đến mối tình đẹp giữa anh với hot girl Hoàng Anh Ốc. Sau 2 năm chia tay, netizen không khỏi tò mò về cuộc sống hiện tại của cô nàng. Nguyễn Hoàng Anh, Hoàng Anh Ốc, sinh năm 1999, là bạn gái cũ của chàng hậu vệ. Mối tình này kết thúc vào khoảng tháng 6 năm 2020, sau hơn một năm cả hai yêu đương rầm rộ. Khi đó, nam cầu thủ đang thi đấu cho tuyển SC Heroven tại Hà Nội. Cả hai chia tay trong văn minh, chỉ âm thầm hủy theo dõi và không còn tương tác trên các nền tảng mạng xã hội. Cặp đôi thời còn hạnh phúc bên nhau, hình ảnh mới nhất của Hoàng Anh Ốc sau hai năm chia tay bạn trai. Nhan sắc cô nàng ngày càng xinh đẹp và viến rũ. Tình cũ đoàn văn hậu dành thời gian đi du lịch với bạn bè. Diện mạo hiện tại của Hoàng Anh đúng chuẩn quý cô sau khi được ai nấy đi nàng cựu sinh viên đại học lao động xã hội được nhiều người khen về danh sách ngày càng thăng hạng theo thời gian dù sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn nhưng cô nàng rất biết cách ăn mặc để hạch dáng dù đoàn văn hậu hoàng anh ốc không nói rõ lý do chia tay song cặp đôi chưa từng trách móc đối phương thay vào đó họ tập trung vào phát triển sự nghiệp theo đuổi mục tiêu riêng Hoàng Anh Ốc đang kinh doanh thời trang. Trên trang cá nhân, Hoàng Anh thường xuyên chia sẻ cập nhật hình ảnh xinh đẹp, tính kèm dòng trạng thái không thể cô đơn hơn. Mặc dù cô liên tục than vãn chuyện độc thân, nhưng lại không quá mong ngóng người mới xuất hiện. Lúc rảnh rỗi, cô thường đi du lịch với bạn bè và bình tĩnh trước những lời hối thúc lấy chồng từ mọi người xung quanh. Vụ ăn mặc xanh điệu của cô khiến netizen thích thú. Hoàng Anh ở hiện tại khí chất ngời ngời, cô nàng vẫn đang độc thân vui vẻ, hiện tại bạn gái cũ của Hoàng chàng hậu vệ đang làm chủ cửa hàng thời trang với mức thu nhập rủng rỉnh, ngoài ra cô tích cực nhận lời mời quảng cáo sản phẩm cho các nhãn hàng. Đoàn Văn Hậu đang đắm chìm trong hạnh phúc bên tình mới, dẫu cho cặp đôi không còn ở bên nhau, song Hoàng Anh ốc vẫn nhận được sự quan tâm và yêu mến từ người hâm mộ. Doãn Hải My bị réo tên với tình cũ Đoàn Văn Hậu đẹp theo cách riêng tình cũ của người yêu luôn là nhân vật chỉ cần thở thôi cũng thấy khó ưa và hiếm có cô nào muốn nhắc tới thế nhưng đối với dọn hải mi cô không ngại đối diện trước câu hỏi từ fan nói về quan điểm khi bị so kè với người yêu cũ của bạn trai người đẹp hà thành thẳng thắn tuyên bố không bao giờ làm như vậy bởi đó là hành động phi lý Doãn Hải My ứng xử khéo léo khi nhắc tới tình cũ của người yêu, quan điểm của tiểu thư Hà Thành khiến netizen tâm đắc, sở dĩ Doãn Hải My nói vậy là vì mỗi người mang một vẻ đẹp không thể lẫn vào nhau, có sở trường, sở đoản và lối sống riêng biệt, tất cả tạo nên cái tôi cá nhân nên mọi sự so sánh đều khập khiển. trên trang cá nhân, Hải My không ít lần quân sư tình yêu cho fan khi nhận được câu hỏi, người yêu cũ của người yêu nói xấu mình thì nên phản ứng như thế nào? Người đẹp nhiệt tình tư vấn rằng em không phải làm gì hết em à, hãy lờ đi những người nói xấu sau lưng bạn vì vị trí của họ ở đó phía sau bạn. Đặc biệt, người đẹp sinh năm 2001 khẳng định chắc nịch rằng bản thân không bị chi phối bởi những bình luận tiêu cực hay tin đồn thất thiệt về mình. Lúc ứng xử thông minh tinh tế của bạn gái đoàn văn hậu khiến netizen gật gù tâm đắc. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo